Chị là người phát hiện ra thi thể? Dạ đúng ạ. Chị cho hỏi là chủ khách sạn này đâu ạ? Là tôi, do nhân viên tôi về quê nên tôi làm thay mấy bữa. Dạ. Chị cho hỏi thêm là chị có nhớ về khoảng thời gian mà nạn nhân đến đây và đi cùng với ai không ạ? Anh ấy vào một mình lúc 2 giờ chiều hôm qua. Còn gì nữa không ạ? Anh ấy có để lại chứng minh nhân dân. Cảm ơn chị. Nạn nhân tên Lê Xuân Trung, 32 tuổi. Và theo như thông tin trên chứng minh nhân dân thì nơi cư trú của nạn nhân cách đây không xa, khoảng chừng 10 km, là người địa phương. Còn đồng chí, có phát hiện thêm được manh mối gì không? Qua kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân bị đâm 3 nhát dao ở vùng bụng dẫn đến mất máu cấp và tử vong. Qua kết quả khám nghiệm vết thương cho thấy hung khí có thể làm con dao nhọn. Và ở hiện trường còn sót lại một chiếc ví, bên trong không có tiền, chỉ còn lại giấy tờ tùy thân mang tên Lê Xuân Trung. Theo như lời khai của chủ khách sạn thì nạn nhân vào đây có mang theo điện thoại, nhưng mà tại hiện trường chúng ta không tìm thấy, trong ví cũng không có tiền. Điều này chứng tỏ là tài sản của nạn nhân đã không còn. Có trái cây nhưng không có dao, vậy thì khả năng cao là hung khí đã được kẻ thù ác mang đi rồi. Còn về thời gian tử vong thì sao? Khoảng 3 đến 4 giờ chiều ngày hôm qua. Tôi không biết phải sống làm sao đây nữa. Nhà tại có một đứa con trai duy nhất, nó cũng bỏ tôi nó đi rồi. Gia đình tôi sống đâu có đến nỗi nào đâu. Mà tại sao con trai tôi chết oan uổng như vậy chứ không biết nữa. Con rất hiểu cảm giác và nỗi đau của cô lúc này. Vậy nên đó cũng là lý do mà con rất cần cô hãy cung cấp tất cả những thông tin cần thiết và quan trọng nhất để sớm tìm ra kẻ thù ác. Thằng con tôi á, này, nó làm tài xế, nó đi lái xe vượt lê cho người ta á. Mỗi một tuần á, nó chỉ về với tôi có một ngày thôi à. Mà lần này nó chưa có kịp ăn cơm với tôi á, vậy mà. Mẹ, có con trai mày đẹp trai không? Bảnh không? Đẹp trai đó. Nè. Dạ. Mà giờ này tới giờ cơm rồi con đi đâu vậy? Mẹ, lát con đi chơi với bạn, con không ăn cơm nhà. Mẹ ăn đi nha, đừng chờ con. Đi với bạn nào đây? Nam hay nữ vậy? Đương nhiên là nữ rồi, chứ không nam. À, hay là con qua quán của ông Phúc chơi, đúng không? Con biết thế nào là mẹ cũng lo ông Phúc vô chuyện này nữa à? Mẹ biết là người như thế nào không? Nó hung dữ, còn ghen tuông là bậy đầm bạ nữa. Chia tay nó cũng mừng gần chết rồi, đừng nhắc nó nữa. Con đi nha, bye bye mẹ. Tổ cha mày, giỏi tài nó nịnh không à.
Xin hỏi có phải là anh Trung đã từng lái xe cho anh đúng không ạ? Nó lái tôi được 3 năm rồi. Theo anh thì anh Trung là người như thế nào? Với tôi thì Trung là một người tốt. Còn với phụ nữ thì tại vì Trung đẹp trai, khá phong độ nên là người ta nghĩ nó đào hoa. Có người còn nói nó là thằng khốn nữa cơ. Con điên này muốn chết hả? Hoài, con đang muốn chết đây. Sao lại là cô Hoài vậy? Đã nói là không còn liên quan làm phiền nhau chi nữa. Anh có còn nhớ khi yêu tôi anh nói gì không? Nếu anh quên rồi á, để tôi nhắc cho anh nhớ. Anh nói dù tôi có ra sao đi chăng nữa, anh cũng không bỏ rơi tôi. Anh sẽ ở bên tôi đến hết cuộc đời này. Vậy mà bây giờ sao hả? Anh bỏ ra tôi đã đi theo người đàn bà khác. Anh là thằng khốn nạn. Để tôi nói cho cô biết. Nói lại một lần nữa nhớ. Giữa tôi với cô là không còn gì nữa. Hết tình cảm rồi chia tay, đâu có gì đâu bình thường. Đừng có ràng buộc nhau làm cái gì nữa. Được chưa? Tao nói cho mày biết, mày đừng tưởng mày bỏ rơi con này là dễ. Lần này là ly trà đá, lần sau là cái mạng chó của mày đó. Theo yêu cầu của anh, tôi đã chép toàn bộ dữ liệu camera an ninh của khách sạn vào đây. Cảm ơn chị. Chào chị. Chào anh. Xin lỗi, chị có phải là chị Phúc không? Ủa, sao anh lại biết tên tôi? Mà anh ngồi. Tôi bên tổ điều tra và đang điều tra về cái chết của anh Trung, người yêu cũ của chị. Cho nên có một vài thông tin rất cần sự giúp đỡ của chị. Anh Trung chết rồi ạ? Tôi đã chia tay nhau rồi, đã không còn liên lạc với nhau nữa. Tiếc quá, tôi không thể giúp gì được cho anh lúc này rồi. Nhưng có người nói chị vẫn cố tình níu kéo anh ấy và thậm chí là đe dọa anh Trung khi mà anh ấy có ý định từ bỏ chị. Chỉ vì tôi quá yêu anh Trung. Anh Trung! Anh Trung! Anh dừng lại! Tại sao em gọi điện anh không có nghe máy? Em nhắn tin anh không có trả lời. Ủa? Nghe máy cô đâu có làm tôi hả? Tôi nói giữa cô thì tôi hết rồi, đừng có gọi nữa. Anh ơi! Em không có chấp nhận lời chia tay như vậy được. Em còn yêu anh nhiều lắm. Mình còn biết bao nhiêu dự định chưa làm mà anh. Em hứa với anh á là em sẽ thay đổi. Em không có ghen tuông vô cớ với anh nữa đâu anh Trung ơi. Anh ơi, tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi, tôi với cô chấm hết rồi, đừng có làm phiền nữa. Anh ơi, anh Trung, anh Trung, anh Trung. Tôi thừa nhận là tôi có đe dọa ảnh, nhưng mà chỉ với mục đích là níu kéo ảnh thôi. Tối thứ năm vừa rồi, chị làm gì, ở đâu và có ai làm chứng cho chị không? Sau khi cãi nhau, tôi có về nhà. Buồn quá, tôi có rủ mấy người bạn đi nhậu, mấy karaoke. Nửa đêm tôi mới về. Dạ, con chào bác. Ủa, Phúc,
con qua chơi hả con? Dạ, à, con có chút quà biếu bác ạ. Sau này con khách sáo vậy quà cáp gì cũng không biết nữa. Ừ, tại con nghe anh Trung nói bác không khỏe trong người á. Con tìm mua chút thuốc bổ biếu bác. Bác nhận cho con vui nha. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Nè Trung, con đi đâu vậy? Cô ở đây làm gì nữa vậy? Cái thằng này à, con Phúc á, nó là bạn gái của con, mà là vợ sắp cưới nữa. Mà con ăn nói cái kiểu gì vậy? Thôi, hai đứa ở nhà nói chuyện nha. Bác đi qua nhà bác Sáu chút xíu. Mẹ, Nôi, anh đừng có giận em nữa nha. Em hứa với anh á, mà từ giờ anh sẽ không có ghen tuông vô cớ như vậy nữa đâu. Bây giờ trễ rồi, cô đi về đi, đừng làm phiền tôi nữa. Thôi mà, bỏ qua cho em lần này đi. À, cái miếng đất mà mẹ cho em á, em tính là mua cái xe du lịch để cho anh chạy á. Anh thấy thì sao? À, anh nhắn tin với ai anh cười tủm tỉm vậy? Đưa điện thoại đây. Đưa đây. Cô làm cái gì vậy? Anh nhớ em. À, thì ra đây là cái lý do mà anh muốn chia tay với tôi đúng không? Anh có người mới rồi đúng không? Tôi có người mới rồi sao cô làm gì tôi? Anh tính dắt cho anh bỏ vỏ con này rồi đúng không? Tôi nói cho anh biết, không có dễ dàng như vậy đâu, anh nhớ nghe chưa? Đây là toàn bộ hình ảnh được chụp lại từ camera an ninh của khách sạn Phương Hồng trong khoảng thời gian từ 15 giờ chiều ngày hôm trước cho đến 7 giờ sáng ngày hôm sau. Cậu coi, rõ ràng là trong 3 tấm hình này, Duy chỉ có một tấm hình này là khác biệt nhất so với 2 tấm còn lại. Ý anh là... dựa vào dốc dáng và kiểu tóc thì chúng ta có thể phán đoán đây là nữ. Và theo lời khai của chủ khách sạn thì trong khoảng thời gian mà nạn nhân tử vong không có bất cứ nữ khách nào đến thuê phòng cả. Phải chăng người này có liên quan gì đến cái chết của nạn nhân? À, còn về chị Phúc, người yêu cũ của anh Trung thế nào rồi? Tôi đã cho xác minh tất cả những lời khai của chị Phúc đều trùng khớp. Vậy thì chị Phúc không phải là hung thủ vụ án này rồi. Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng theo lời khai của chị Phúc thì nạn nhân đang quen với một cô gái qua mạng xã hội. Cậu hãy liên hệ với tổ 5 bên an ninh mạng để nhờ họ giúp đỡ đi. Rõ. Cô coi cô có nhận ra đây là ai không ạ? Làm sao tôi nhớ được cậu? Con biết rất là khó, nhưng mà cô hãy cố gắng thử nhớ kỹ lại coi bạn gái của anh Trung á, có cô gái nào có dốc dáng giống vậy không ạ? Tôi nhớ ra rồi. Alo anh nghe nè cục cưng. Ờ anh cũng nhớ em lắm. Một lát hai mình gặp nhau nha. Ờ anh có quà anh tặng em. Anh nói thiệt mà, anh hứa là anh sẽ làm, anh có gạt em đâu. Ờ. Em, anh bận chút xíu việc lát anh gọi em lại nha. Rồi ok, lát gặp. Nè, Phúc đâu rồi con? Mẹ à, giữa con với Phúc không còn gì nữa, mày đừng nhắc cô ấy được không? Con chia tay với Phúc rồi đúng không? Con có bạn gái mới rồi đúng không? Cái đó là chuyện của con. Con lớn rồi con quen ai con chia tay là chuyện của con, mày xem như làm chi vậy? Con đi à?
Alo, tôi nghe đây. Báo cáo ngoài bờ sông có phát hiện mới. Rồi, tôi biết rồi. Tôi sẽ cử người đến đó ngay. Anh nhìn thấy một cô gái đã bỏ lại con dao này ở đây đúng không? À, dạ đúng rồi. Hôm qua tôi đi ngang đây nè, thấy cô gái quăng ở đây nè anh. Ê, cô định tự tử hả? Tôi biết bơi á, tôi nhảy xuống tôi cứu cô à. Mời vào. Chào anh. Đây là kết quả từ phòng giám định. Theo kết quả cho thấy, trên con dao thu được ở bờ sông, vết máu trên đó trùng khớp với vết máu của nạn nhân, và trên cán dao có dấu vân tay. Tôi cũng đã nhờ phòng 5 hỗ trợ, trong đó là toàn bộ tin nhắn giữa Trung và cô gái quen qua mạng xã hội Dân Trang trong khoảng một tuần gần nhất. Vân Trang, tên chủ tài khoản là thật hay ảo? Là thật, và tôi cũng đã biết địa chỉ của Dân Trang. Chào chị Trang. Sao anh biết tên tôi? Chị là bạn gái của anh Lê Xuân Trung. Nạn nhân đã tử vong cách đây 5 ngày trong khách sạn. Anh là... Chúng tôi bên tổ điều tra nghi ngờ chị có liên quan đến cái chết của anh Trung. Mời chị theo chúng tôi về cơ quan điều tra. Chân Trang, tại sao chị lại ra tay sát hại Lê Xuân Trung tại phòng số 3, khách sạn Phượng Hồng? Chúng tôi đã thu giữ được con dao Thái Lan mà chị vứt ở mé sông. Trên đó có dính vết máu của nạn nhân và cả dấu vân tay của chị nữa. Tại sao chị làm như vậy? Vì anh ta sỉ nhục tôi. Tôi và anh ta quen nhau qua mạng xã hội. Tôi biết anh Trung là người từng trải nên chiều chuộng tôi. Anh ăn nói cũng dễ nghe. Dạ alo em nghe. Dạ. Tới nay gặp nhau hả? Dạ. Mà anh nhớ giữ lời hứa hôm bữa nha. Dạ. Tới khách sạn, tôi sợ người quen nhìn thấy nên nói anh Trung vào trước.
Tôi ra ngoài mua ít trái cây rồi lên sau. Em thôi ngồi xuống đi. Sao em đi lâu quá vậy? Em đi ra ngoài có 10 phút để mua trái cây à. Chứ gì mà anh đã than rồi. Nhớ em chịu không nổi. Hồi hộp quá trời luôn nè. Lần sau đừng đi lâu vậy nha. Nhưng mà quà của em đâu? Từ từ đi. Lát anh đưa quà cho em nha. Anh, quà em đâu? Sao? Mới vô khách sạn lần đầu à, mà đòi quà cái gì? Chứ lẽ gì mỗi lần vô khách sạn là mỗi lần đòi quà? Mình ngồi vô đây dài dài mà. Sao? Anh nói vậy là anh lừa tôi hả? Sao em nói vậy? Anh lừa em hồi nào? Thương không hết mà lừa cái gì? Anh cũng nói cho em biết luôn nha, không có quà cáp gì đây hết á. Nếu mà em không nghe lời anh, không ngoan á, anh sẽ nói cho tất cả hàng xóm biết á, cho ba mẹ em biết là em vô khách sạn ngủ với anh. Có lúc đó coi mặt ba mẹ em như thế nào, chắc nhục lắm luôn á. Ngoan nha, đừng có đòi quà nữa. Không đâu đó. Thôi,